Dạ, kênh Bonsai Lập Tỉnh miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh cũng như là quay trở lại với clip mới nhất của nhà vườn anh Vinh ha. Có địa chỉ tại Tam Bình, Vĩnh Long quý cô chú ơi. Hôm nay thì nhà vườn Nguyễn Vinh giới thiệu đến quý cô chú một số cây đẹp nữa. Thì trước mắt quý cô chú là một cái cây kim quýt thành phẩm nè. Cây kim quýt này đã lắm quý cô chú, nó có cái bể đế nằm như này. Tai cành thành phẩm ha. Kim quýt thì nuôi lâu mà thành phẩm này thì rất là giá trị của chú. Đặc biệt hôm nay ảnh có một cái cây mai chú thủy rất là to luôn của chú. Một cây to khủng luôn, rất là đã luôn nè, bể đế đó. Nó có lũa bọng nha của chú, nhưng mà cái bể rất là to luôn, thân to luôn, giá cũng dễ chơi của chú à, giá cho mình nuôi. Rồi mời của chú mình bước vào bên trong đây ha, gặp lại anh Vinh để ảnh báo giá cho mình. Đây có cây xanh nữa nè. Dạ. Xanh này cũng quái nè. Dạ rồi, em chào anh Vinh ơi. Rồi chào Khánh nè, chào quý khán giả đang xem kênh Lục Tỉnh miền Tây, chào quý cô chú gần xa. Đến clip hôm nay em có mời chiếu thủy với sung si rồi sọp nữa nghe cô chú, để ủng để giao lưu cùng cô chú. Xin cô chú xem kênh và ủng hộ cho tụi em ạ. À. Dạ. Dạ, vô cây số 1, em xin vô cây số 1 là cây sung nha. Rồi, số 1 là một cây sung anh ha. Dạ, cây sung này nó cũng già lắm rồi. Nó nhỏ nhưng mà nó già, nó lên xù ở trên rồi nha. Dạ. Rồi, nó có con đường nét như thế này thôi. Rồi. Dạ, em xin vào thông số đi rồi. Khánh đi vòng cho mấy cái này là dầu trái nó nè anh. Đây trái nó ra nhỏ nè quý chú. Có trái rồi, hổm anh mới trở về nó hơi rụng hết rồi. Trái đầy chứ. Cái này chiều cao của cây là 1m1. Tán ngang là 65. Mấy cái này là dầu trái không nè quý chú, nó tượng trái hết trơn. Ừ. Quỳnh thân đây là 35 quý chú. Dạ. Rồi. Cây sung mã số 1 này em giao lưu là 1.600.000 ạ. Một cây sung xù. Rồi, sung xù. Nó già thì nó lên xù vậy đó anh ha. Ừ. Ta nói có cái lá này nè, có cái trái gì nè, đang mà để ăn lên thuốc hay là dạ, làm dạ. Thuốc gì đó. Nói chung cái sung này xài được rất là nhiều công dụng ha quý chú. Lá, trái, thân, rễ, đồ này nọ đều là vị thuốc nam hết. Dạ. Ừ. Yeah. Rồi. Mấy cái dân gian thường hay nói là những cái này nè quý chú, cây sung nào mà cái lá vậy là chắc chắn 100% có trái. Lá nó mục vậy nè. Còn ra ngoài miền Trung thì có số quý cô chú mình ăn nem rồi nó ăn chạo rồi đó, bẻ cái lá này, và đặc biệt nhiều người thích cái lá có mục này nè, ăn mới béo mới ngon. Đó rồi. Rồi đổi giúp em luôn ha. Rồi. Số 2 là một cây xanh nha. Xanh anh ha. Yeah. Xanh này không biết là xanh quê hay xanh Nam Điền gì mình cũng quên hỏi chú vườn, thấy cái lá nó cũng hơi lớn lớn, chắc xanh quê quá. Xanh quê. Yeah. Dạ rồi. Quái vậy đó anh ha, bẻ co độc đáo vậy. Ừ, co nó bẻ làm như cây đổ vậy đó. Nó yeah. Hơi ấy, rồi đế nó cũng như đế sắp luôn, đế đẹp, rất là đẹp. Nó cũng có lũa nè. Xin vào thông số rồi. Có bể thân ha, rồi yeah. Cuốn. Có lũa, đường lũa. Chiều cao nó 52. Tán dài đang 1m3 nha cô chú. Đặc biệt nhiều chi cành đang cho mình định hình ha. Ừ. Mình muốn chơi cái phong cách gì đó thì mình về. Tán rộng ngang là 65. Đây nó có đường lũa nè. Dạ, lũa nhiều điểm luôn. Lũa như đây, những cái đồ lũa này nói chung là nó cũng không có gì mới cạo này ra. Này là lũa lâu nè anh ha, cuốn hết rồi nè ha, cuốn hai bên nè. Ừ, chỗ đây này nó mới lũa cạo sạch ra nè, nó cũng cuốn mép dữ lắm nè. Đó. Dạ. Điểm lũa. Rồi. Mà xanh với si thì lũa thì cô chú cứ yên tâm, không có mục thêm nữa nha. Nó sẽ mà kéo dần dần lại. Cái này kiểu như người ta nuôi mà ta thả bỏ anh ha. Bởi vì em thấy quá trời dây nó siết luôn mà không tháo luôn. Không tháo. Giờ cô chú về làm lại điểm xương rồi rút chi cành lại thì nó đẹp rồi làm lại nước sau. Dạ. Rồi tiếp tục anh ha. Qua đây đo hoành thân giúp em luôn. Rồi. Em... con đi cái mặt này cho mình thấy, mặt này đế nhìn đẹp ha. Hình thân em đo tại cổ này là 42 nha. Dạ. Rồi cái hoành đế ở đây. Đây nó 1m2 ạ. Dạ. Mặt này thì liên lạc ha cô chú. Mặt này thì sạch sẽ liên lạc ha. Đó. Chi cành thì về mình đệm lại. Mình bắt tay mâm hay là bẻ như thế nào đó.
Dạ rồi, cây xanh này giá sao đây anh Vinh ha? Cây mã số 2 này giao lưu của chú 3 triệu ạ. 3 triệu. Dạ. Rút chậu bao ship toàn quốc anh ha. Rút chậu bao ship toàn quốc. Dạ. Trường hợp gần gần giao luôn cái lưu này. Dạ. Tặng luôn cái lưu nếu mà giao xe. Dạ. Dạ. Co độc lắm rồi chú. Co. Dạ. Thời trước sửa cái con ngặt lắm mà ta là định hướng cái cành này nó gớt xuống rất là đẹp. Dạ rồi. Ừ. Rồi mình tiếp anh Vinh đây. Tiếp tục cây số 3 là bụi mai chiếu thủy. Bụi này luôn. Dạ, bụi này luôn. Rồi em đứng đây. Rồi. Anh cứ đo đi, hồi đi vô trong đó cho quý chú để xem. Xin đo thông số đi rồi Khánh đi vòng cho quý chú xem. Chiều cao nó là 65 nha. Mặt bên kia nhìn lớn nha quý chú. Dạ. Mặt bên đây mình nhìn thấy nó không to nhưng mà cái hoành của cái cổ cụm này ở đây. Đây là nó 97 nha. Dạ. Rồi, xuống cái hoành đế đây là 2m1 2 3 2m1 cô chú. 2m1 anh ha. Ừ. Da đen lá lớn. Yeah. Nguyên một cụm to. Ừ. Đây qua đây nhìn chỉ đo đơn giản vậy thôi. Nhìn nó mới to nè cô chú. Dạ, cái này nó rất là mạnh, nó là ra tược mau á. Giá sao đây anh ha? Cái này giao lưu ship toàn quốc của chú là 2.200.000 ạ. 2.2 thôi, nặng lắm anh Vinh. Cái này chắc cỡ 3 người bê nặng lắm. Cỡ 70-80kg anh ha. Cái hình dung cái sức lớn của nó. Để em đo cái bầu quầy ngang cái. Đúng rồi anh, đo đường kính ngang đi. Đây nó là 90 ạ. Dạ. Chiều ngang 90. Mã số 3. Rồi số 3, giao lưu của chú là 2.2. 2.2 thôi của chú ơi, tiền ship không cũng khá cao rồi đó. Ship không khá khá nặng. Dạ, rồi anh ơi tiếp tục. Rồi, số 4 là cây chú thủy này đi. Dạ đây. Số 4. Cây gọng C luôn. Ừ. Xin chào thông số nha. Chiều cao ở đây là nó 60 ạ. Dạ cũng dòng tán từ cành qua đây đây là 65. Còn cái hoành thân em đo tại vị trí này đi. Đây nó 42 ạ. Còn hoành nồi đây nó 1.4 của chú. Dạ rồi. Rồi. Nó có sẹo cắt đầu cành này thôi. Với cái đường lũa với cái rễ. Để em chỉ cho cô chú xem. Dạ. Để em đi qua đây. Ừ. Rồi. Đây nó nuôi heo vô. Nó rộng nó xê nó lắc cái chỗ này. Mà đặc biệt cây này nó rất là già nha. Nó có điện lũa đây anh ha. Điện lũa từ cái rễ lên đây nhưng mà nó không ảnh hưởng gì cái cây. Không ảnh hưởng gì sức sống nha. Dạ. Không có một thêm. Thành ra em không có xử lý gì hết. Để nguyên luôn. Đi đây cho chú mình nhìn cho rõ nè. Đâu chú. Lỗ sành lâu ha. Cuốn tràn vô phía trong. Rồi cây này giá sao đây anh? Mã số 4 đó xin giao lưu là 2 triệu ạ. À. Rút chậu ship toàn quốc với chú. 2 triệu. Ừ. Ship toàn quốc luôn. Có thể mình rút lại ha chú. Vậy có thể là rút cành này lại đây. Dạ. Rút cành này ngắn lại làm lại nó đẹp hơn đây. Mình để cho nó có cành nhánh cho cô chú định hướng thêm. Dạ rồi. Về mình cắt đâu lại ha. Rồi. Dạ tiếp anh ơi. Tiếp là mã số 5, là cái số 5. Bụi gừng chung luôn. Dạ. Này, cái này nó có nguyên một cái lằn về, nó tất cả những cái thân này nó mọc trên rễ hết nha. Dạ. Em định hướng về về cô chú định hướng thêm, theo em nghĩ chắc lợp tán cái gì thì nó mau thành cây kiển lắm. Mà đúng. Mọc từ cái rễ của thân chính lớn ra. Rồi. Không hay quý chú? Em xin tổng cái chiều ngang ở đây là nó 1m á. Một đại gia đình. Ừ. Còn cái tán rộng cái bồn ngang đây là cái bộ quanh nha. Đây là 65. Dạ. Yeah. Chiều cao của thân chủ đây là nó 43. Còn để em đo cái thao hoành thân của cái cây cốt nạc của thân chủ nha. Trung nu nha quý cô chú ơi. Cái này trung nu. 52 ạ. À. Trung nu như vậy thì khá to á. Cái hoành thân đây 52. Nếu là nu da đen đồ này nọ dòng lá lớn thì cái này thì bình thường. Ừ. Thường trung nu thì ít có gặp được những cái dáng vậy với nó hơi to vậy thì nó ít á. Cây này cây chính này nếu mà sống cây này cũng to. Dạ. Cái này dư hồi trước tính tháo ra là một cây trực lắc mà nói nào ngay cái gừng này đẹp quá thành cái thứ để cái bệ gừng này lại cho cô chú mình có cái đợt tiểu cảnh chơi cho đẹp có cái một cái gành gừng trên thân á. Dạ rồi. Rồi cái bụi rừng này nhiêu đây? Mã số 5 giao lưu là 3.100.000 ship toàn quốc luôn nha. 3.100.000. Dạ. Dạ. Tất cả các thân nhỏ đều mọc từ cái rễ của thân chính lớn đi ra ha quý chú.
Rừng thì mình mau chơi lắm quý chú ơi. Cái này làm rất là lẹ nha. Bẻ ra cái form tam giác hay gì đó anh ha. Cái gân gừng này ở đây nó là một cái gân chủ, nó nằm ngay chính giữa cái tâm luôn nè, đẹp lắm, hai bên nó kéo giãn đẹp lắm. Dạ. Còn này thì em hơi chừa nó hơi dày, nếu cô chú không thích dày thì mình có thể tỉa thưa lại tí, lược bớt lại. Dạ rồi, 3.100.000. Mã số mấy anh? Mã số 5. Số 5. Dạ, tiếp tục mã số 6 là một cây chiếu thủy. Cái siêu phẩm này đi. Dạ. Đây. Cái anh quay tròn vòng giúp em cái ha. Cây này cái bệ rất là to của chú, và cái thân cũng rất là to luôn. Cây này to lớn lắm nha. Dạ. Nó có bị lũa bọng nha. Đây, mã số 6. Rồi. Mình cứ xem cho kỹ theo chú, nếu yêu thích cây này thì giao lưu với anh ha. Cái em này quay thì thêm con... một vòng nữa đi rồi em đo thông số cho chú. Cũng sẽ quay kỹ những đặc điểm nào cần thiết cho mình xem ha. Cây này không lũa bọng thì nói chung là giá cao lắm. Nuôi lũa, mặc dù lũa bọng nhưng mà nuôi tay cành nó mới lớn lớn thôi chứ. Kiểu như là trong một cái vườn quá nhiều cây đẹp, quá nhiều cây lớn á chú, quá nhiều cây khủng á, cho nên con số cây không chăm sóc kỹ á, nó phá cái này, phá thế. Về cái mình chơi lại ha. Cái này, cái dáng này mình chơi cái bạch này cũng rất là đẹp ở dưới cái thân. Dạ. Đó em xin vào thông số cho cô chú mình xem nha. Mấy cái này lâu năm lắm rồi, cổ. Chiều cao của cái này này từ cái bộ mặt rễ lên tới đây là 70. Dạ. Rồi tán cái này, từ cái tán này qua đây là 1m1. Rồi. Ra cái tán phong đây là nó 60 ạ. 60. Nuôi cái cốt ngọn mà bít và cắt luôn anh ha. Ừ. Mà cắt bít luôn. Còn cái hoành thân em đo tại cái cổ đế ở đây. Đây là 84 nha. Dạ. Rồi. Sẵn thế đây chỉ này luôn này. Cái đường này nó lũa từ đây nè, nó lũa từ đây nè, nó bọng lên trên chỗ này. Rồi. Còn tất cả là nó khỏe mạnh hết. Cái này mình kéo những cái chi tược. Dạ. Lên đây heo chú. Để cho lấp cái này. Rồi. Đó, chỉ rồi luôn. Ngay cái điểm em đo đây là khoảng 1m55. Dạ, 1m55 mà em tính 1m5 đi. Rồi dạ. Xuống dưới đây nữa, xuống cái nồi. Quá trời cái nồi đặt nữa. Của nó đây. 1 2 3. Cái này 2m2 của chú. Nồi 2m2. Nó đặt. Tròn xoe vậy nè chú ha, tròn đầy đặn vậy nè. Đó, ảnh quay một vòng cho mình xem kỹ ha. Không đây. Biết sao hồi đó ta nuôi mà để bị cháy ha, rất là tiếc luôn. Cái này hồi trưa chú trước nó cháy nắng với cái thẹo cắt ở trên nó mục xuống cái, nó lủng xuống cái đó. Rồi đây cái em xin đua cái đùi cành, có cháy chỗ đùi cành này nữa nha. Đùi cành số 1 đây là 29 á. Dạ, đùi cành thôi, còn ra ngoài này to lắm. Rồi đùi cành số 2. Đây là 21. Hoành thân của đùi cành số 2 21. Chúng khỏe lắm cô chú, nhìn chi tiết đây. Cô chú xem kỹ giúp con đây nè, là những cái mặt nhựa mới nè ha, nó kéo vậy nè. Kéo bò vô vậy đó anh ha. Kéo tràn tràn vô. Đây, những cái này là mà nó mặt nhựa nó kéo đây cô chú. Đây là kéo xanh hết trơn nè, không có mục thêm. Đây những cái mặt thẹo này có cái đùi cành, đầu cành đang giữ hết. Rồi đây anh quay qua đây luôn lên vậy nè. Đây là cái giếng nè. Cái đó là để cô chú làm cái đó đựng tiền ha, đựng vàng gì đó nha. Mình là thích cái phong cách lũa bọng ha, tại vì mặt này là cô chú là nó sống nha, tại nó kéo nó bo lại nè ha. Đó, nó không có phải bể thêm nữa. Đây nó bo lại nè, thì từ từ nó tràn mí vô đây nè. Đó thì có cái nào là con chỉ hết cho mình xem đối với cây này ha, tại vì nó lũa bọng thì mình báo là lũa bọng luôn. Còn mặt sau bên đó nó bọng xuống đây thì ông chủ trước á đã có giá những cái cành này hết trơn, nó dính đây là giá dính rất lâu rồi, nó không có thể nào xuất ra nữa, nhưng mà một cái khi nó lớn nó sẽ làm bít cái này luôn. Dạ rồi. Cái đó là cũng là một cái phương pháp để mình bít những cái mặt này của chú. Dạ. Đó. Đây là nó trồng hai bên mép nó cuốn hết trơn. Dạ, luôn. Cũng xanh mạnh lắm. Dạ. Nó không mục bể thêm ha, cái này thì cuốn lâu rồi nè. Ông quay rất kiểm tra ở trong rồi rõ luôn thêm, chỉ sành hết trơn rồi, cái thịt cây nó sành vậy cho nó cứ gỗ cứng hết trơn rồi nha. Tới nó đây là cái bao nè, phía ngoài đây là cái mạch mới nè, nó bao xung quanh đây nè. Cái dòng này cái ưu điểm nó là vậy đó chú, có thể bởi vậy khi mà mình nuôi, mình có thể nuôi thời gian rất là lâu dài để cho nó hoàn thiện thêm nữa. Đây còn phần tay cành thì như quý chú thấy ha, cái đùi cành rất là to.
Cái này về cô chú chỉ hết thêm thời gian nó nấm lại hết rồi, tại vì em mới lặt lá à, với mà nó cũng cái còn cái ngọn nó hơi yếu một tí. Rồi quan trọng cái giá nè, cô chú nghe cái giá cái là hết hồn luôn. Cái giá cây này á, cho mã số 6 này em giao lưu là 4.800.000 ship toàn quốc nha cô chú. 4.800.000 thôi cô chú à, ship toàn quốc luôn. Dạ. Nhưng mà cây này là cái nặng lắm, phí ship cao đóng đóng em đóng cái kiện bằng sắt, cái bằng gỗ chắc có lẽ là tiền ship chắc cao lắm. Rút chậu bó bầu đi. Nó nặng. Rút chậu bó bầu thì nó cũng rất là nặng luôn chú. Cây này mà nếu mà không bị những cái lỗi này thì giá nó phải gấp vài chục lần. Dạ. Dạ. Thậm chí là còn cao hơn nữa. Này cây to lắm. Đó. Tay mình đưa vô là cái thân nè. Để em lấy cái thùng B so sánh đi. Để cái thùng B đây cô chú xem nè. Đó. 4.600.000 thôi anh ha. Rồi. 8800, 4.800. À 4.800. Dạ cô chú có nhìn dung cái thùng B thùng 20 lít của mình đó nha. Dạ rồi. Có thể hình dung được cô chú. Dạ. 4.800 bao ship toàn quốc luôn ha cô chú. Dạ, rồi. Rồi, đổi luôn. Con quay cây này cũng khá kỹ ha cô chú. Nào mình quan tâm cây này mà chưa rõ điểm nào thì cứ kết bạn Zalo thêm với anh Vinh giúp con ha. Rồi, sẽ tiếp giải tục, đáp cho mã số 7 là một cây trà Phúc Kiến nha. Dạ, một cây trà Phúc Kiến. Rồi. Đây, cây này thiên nhiên thôi, có nói chung là có co lắc cành gớt mà đế thì thiên nhiên nhưng mà đế rất là đẹp như đế sáp vậy nha. Cũng duyên anh ha. Rồi, có duyên cây. Phải, cũng duyên lắm của chú đây. Em cũng mới vừa vô dây. Dạ. Nghệ nhân Nguyễn Vinh. Dạ. Chiều cao đây là nó 75 nha cô chú. Tán từ cái tán này qua tán bên đây nó 70. Rồi cái rộng cái tán trước ra tới cái tán phong này nó 55 ạ. Dạ, chi cành đầy đủ. Còn quanh thân em đo chỗ cổ đế này đi. Ở đây là nó 32 nha cô chú, tại cổ đế em đo đây. Còn cái cục trên đây thì nó to hơn. Cục đây nó tới 37 lận. Dạ, mã số 7. Dạ. Rồi cho em dòng đế luôn anh ơi. Đế này đẹp nè. Dạ. Cây này đúng cái tông cái đế cây thế cây luôn. Cái cũ này cũng rất là gọn, chỉ có một vài cái mặt cắt nhỏ. Ừ, cái củ này nó rất là hài hòa thêm, đẹp. Bù lại nó có thêm nhiều cục nu. Ừ. À. Đường thân nó cũng uyển chuyển đẹp. Thân lắc đẹp anh ha. Thân lắc cũng mềm quá chú. Cành rớt thêm xa xa tí nữa là cây này ok. Rất đẹp. Rồi giá nhiêu anh ơi? Mã số 7 này giao lưu 1.800.000 không chậu nha cô chú. 1.800.000 anh ha. Bao ship toàn quốc luôn. Có nhiều ý tưởng heo chú. Thêm mình về mình có thể làm theo ý mình ha. Xin phép đổi cây nha. Dạ rồi. Nặng quá cô chú à. Đây nè, sẵn trà luôn đi anh. Cái trà này luôn đi. Cho một lọt trà Phúc Kiến luôn đi. Cô chú nào có yêu thích dòng đây này mình có thể giao lưu thêm 2-3 cây nữa cô chú. Trà Phúc Kiến nha. Đây, một cây dáng hai thân trong một cốt luôn. Đặc biệt cũng có cái củ tròn xe anh hả? Cái này cái củ này to lắm nha. Cây này cũng già cây. Dạ. Để đi dòng nữa vào thông số. Rồi. Xin báo cái chiều cao ở đây là nó 45 nha. Dạ, cao 45. Tán rộng đây là 63. Tán phong đây, từ tán ngang đây là 40. Dạ rồi. Đo hoành thân hai thân nha. Hai thân đây ở đây là nó 43 nha cô chú, tại cái thước đây. Xuống cái củ đây chút xíu nữa. Đây nó 62 ạ. Dạ rồi. Cây mã số 8 nè, em xin giao lưu là 900.000 thôi, không chậu nha chú. À cây này 900 thôi của chú ơi. Dạ. Cây này đẹp. Dạ. Cũng đẹp luôn. Đó cái củ nè. Hai thân ha, hai thân lớn cũng đồng đều. 900. 900 cái. Dạ rồi, đổi luôn anh Vinh này. Rồi. Hôm nay có nhiều cây độc đáo nha của chú. Tiếp tục là một cây sâm trái nha. Sâm trái nè. Đây. Đầu mùa hôm nay có sâm trái nè. Có đây được có một cây sâm trái thấy nó cũng lạ cái mắt nha. Thấy cái gọng cũng dễ thương. Đây, để mặt tiền này em xin giải số. Một cây duy nhất thôi ha. Một cây duy nhất thôi. Ê, hai cây sâm trái. Hai cây sâm trái. Hai cây sâm trái. Chiều cao đây 27. À có một cây dáng đổ. Ừ. Ở đây chiều ngang đây là 32. Có một cây thác đổ luôn. Cái hoành thân em đo tại đây nha. Tại cổ đây. Ở đây nó chỉ có 13 thôi. Dạ rồi. Dạ, nó như vậy thôi. Là cái mã số số 9. Dạ, cái này mã số 9 này, cây sâm trái này em giao lưu là 700.000 ạ. 700 thôi anh ha. Dạ.
700 một cây sâm trái. Dạ, cây này chi cũng cành, già, cũng, chi cành sữa cũng nhiều đường, nhiều nước dây nha. Dạ. Về mình tiếp tục mình hoàn thiện thêm ha cô chú. Dạ. Dạ rồi, đổi luôn anh Vinh ơi. Rồi. Rồi, số 10 là một cây lộc vừng. Lộc vừng anh ha. Nay có lộc vừng nữa. Dạ. Đây. Đây, cây này cũng về đệm dây lại cô chú. Cái này đệm dây là cô chú có thể không chơi dáng này, có thể là làm dáng đổ cũng được nha, nó có cái thân chủ ở đây làm dáng đổ cũng đẹp à. Rồi. Rồi, đây em xin vào thông số đi. Chiều cao của hết cái tán này em hào hào đây là 70. Ngang cũng vậy, 70 cô chú. Dạ rồi. Rồi, mình thân em đo tại đây chí đây. Là nó 30 ạ. Cây mã số 10 này em giao lưu cả chậu luôn là có 800k ha chú. 800. Luôn chậu luôn anh ha? À, luôn chậu luôn. Tại cái này nó nằm chậu nhiều năm rồi rút cũng hơi khó. 800 thôi anh ha. À, 800 thôi. Dạ. Cây liên lạc sạch sẽ của cô chú ơi. À, chậu này cũng tốt của cô chú. Dạ, chậu thì còn lành nguyên luôn. À. Rồi đổi luôn anh ơi. Rồi. Mã số đó là số 10. 10 ha. Rồi, 11 là một cái cụm gừng trên thân. Đây. Trong gần mai chú thủy nha, lá lớn nha. Già đèn lá lớn. Cái này em thấy nó già dữ vậy ha. Ờ, cái này nó già như cái vách núi, cái những cái dàn da nó làm như những cái viên đá, hòn đá vậy đó. Rồi, giống như y gan một hòn đá rồi chú ơi. Nó có rồng rêu bám trên đó ha. Đây là đường lũa này, cũng tưởng như tượng như những cái vách núi rồi vậy đó. Đó là cái đường lũa. Và đặc biệt cái giá là dễ chơi nha. Nó già, nó kéo rồi, nó có lũa, nó rong rêu, nó bám, nhìn nó cổ cây lắm, cổ kính. Bên đây nó có nu nữa nè. Đó. Mà đặc biệt là chi cành nó đầy đủ hết trơn ha, chứ không phải trụ lũi ha. Cây này khỏe. Vì hết thì tỉa thêm thời gian nữa là đẹp cây rồi, ấm mình, rồi. Mình để mình nhìn y gan như anh Vinh nói, như giống như một cái cụm núi, một cái vách núi vậy anh ha. Đó. Đó, đây. Rồi. Rồi để em đo thông số đi, thông số chiều cao của cái cụm này với cái hoành cụm đi. Bên đây thì nó nu rồi, nó nu. Tổng hoành cụm ở đây là nó 1m25 nha cô chú. Dạ. Ừ. Rồi chiều cao. Chiều cao tới vị trí ở đây là nó 30 à. Rồi. Rồi, vậy cái mã số 11 này 10. Giao lưu là 600 ngàn cô chú. Cái này 600 thôi. Dạ. Vì làm cái cụm gừng trên núi đẹp lắm, có thể có vô cái chậu chữ nhật hay gì đó. Quay quay giùm em luôn. À, bố trí lại rồi có thể vô dây điểm dây nhẹ lần lần những miếng xương này ra nè. Cổ chi tiết lắm. Dạ, cổ đẹp. Mình không thích, mình thấy mấy cái nhánh này nó chổi mắt nè. Cắt bỏ hết phần trước này giùm con đi. Nhìn vô đây thấy trống lỏng này nè. Thấy những cái vách này nè, mình chừa lại xung quanh ở trên này là những cái tai cành nè. Mình bắt, mình chơi ha. Nhìn vô đây nhìn thấy đã lắm, cổ. Rồi. Rồi. Mã số 11 giao lưu 600 600 thôi anh ha. Dạ. Dạ. Rồi đổi luôn anh ơi. Rồi. Chơi cái nét già cây không là đủ tiền với chú. Rồi, 12, lũa tự nhiên luôn. Là một cái túc nha. Cái sọp đập đỏ nha. Mã số 12. Đây, cây này nó có cái gọng dáng ba vậy nha. Dạ. Ừ. Gọng cây này cũng nhiệt lắm tại vì rút cái chậu ra, nó bể cái chậu rồi, để cái chậu nhỏ đỡ cho nó vững á. Quay thêm vòng cây này vòng em nghĩ là đúng là cây túc luôn đó. Da nó già, nó đỏ da hết trơn rồi. Dạ. Rồi để xin vào thông số đi. Có dùng này, cây túc là cây túc với chú, còn có dùng gọi là cây sọp đỏ là cây túc ha. Dạ. Nên có, nhưng mà hai cây này nó khác nhau. Em đo cái chiều cao của cái phôi này đi, tới chỗ này điểm này là nó 38. Từ cái bên này qua tới cái cành bay luôn, nó là 68 ạ. Dạ. Còn hoành thân em đo chỗ cổ này đi. Ở đây nó là 57. Rồi xuống đây một chút nữa. 85. Rồi. Rồi ở đây nó có, đặc biệt nó có cái đường lũa đây nha. Đường lũa ở đây. Với những cái thẹo này em mới cắt đầu nhánh không sao hết. Còn ở đây đây cái đường lũa nó cũng không hư hao, cũng kiểm tra hết rồi. Nhưng mà đây là một cái cây bay hay là cây đổ, đạp xuống làm cây đổ chút cũng đẹp nhưng quý anh chị. Dạ. Ừ. Nó có hai cái dáng thế để mình tạo dựng cái tác phẩm bonsai á. Rồi, cây này chơi cây trực bay cũng được anh ạ. Dạ.
Rồi, mã số 12 này em xin giao lưu với quý anh chị gần xa là 1.800.000 thôi ạ. 1.800 anh Vinh ha. Dạ. Yeah. Dạ, cây già hay chưa? Dạ cây. Mình không thích làm cây bay vậy thì mình làm cây đổ luôn cũng được. Dạ rồi. Đổ giúp em luôn anh Vinh ạ. Rồi. Rồi, tới tiếp cây... tục 13 là một cây sung. Đây. Rồi, cái sung này. Cây sung này nhỏ mà nó lắc như con vịt vậy, nó mỏ như con vịt vậy đây. Này đơn giản vậy thôi. Thì để em vào quay qua em vào thông số. À, lắc như cái mỏ con vịt vậy. Rồi. Nó cũng hơi lạ lạ, chiều cao nó là 28. Rồi, hình thân ở đây là nó 32 ạ. À. Rồi, mà cây sung này em giao lưu là 400.000 thôi. Mã số 400. Này 13. 13. Mã số 13 em giao lưu 400.000 thôi. Cho em dòng đó anh, cho em dòng đó. Dạ. Rồi. Rồi, em xin đổi cây. Đổi giúp em luôn. Rồi. 14. Là một cái khế bay ạ. Ba phần đuổi nha. Dạ, khế. Khế. Khế già là khá về cô chú ơi. Dạ rồi. Rồi. Cái khế này nó cũng tương đối nha, già nha, là khá dạ. Nó về đây. Rồi em xin để đây em đo thông số. Chiều cao từ mặt bầu lên đây 40. Cái cạnh bay từ đây từ cái rễ ra tới đây là 78 ạ. À. Hoành thân em đo lại cổ này. Đây là 45 ạ. À. Dạ, mình không thích chơi cái cành này thì mình có thể bỏ luôn, chứ chơi hai thân trên này cũng được ha. Dạ. Đó. Đạp thêm cái cành nó dưới thì cũng được, không có gì hết. Tùy theo sở thích của cô chú để xây dựng một cái tác phẩm thêm nha. Dạ. Cái này cũng nặng, ship cũng hơi nặng. Cái này em giao lưu là 1.700.000 ạ. À. 14 anh. Ờ, mã số 14. 1.700.000 anh ơi. À, 1.700.000. Dạ. Rồi, đổi luôn anh ơi. Cây đang cho tược mạch. Rồi. Tiếp tục là một cây trà Phúc Kiến nữa nha. Dạ. Đây. Này cho có anh em nào thích cái dáng tông cao văn nhân thì chốt cây này về mình để trong cái sân mình chơi cho nó có cái cây cao, cây thấp, cây cao. Để uống trà rồi nọ trên bàn cũng không chiếm diện tích quý chú ha. Ừ. Một cái chậu và một cái cây cao lên thì nó cũng không có chiếm nhiều. Rồi. Nhìn cũng thoáng. Xin nhờ thông số nha. Yeah. Chiều cao từ cái mặt bầu lên tới đó là 1m1. Cây đang cho trái nhiều. Rồi. Trái cây này công nhận trái nhiều thiệt. Nó trái xuôi xuyên suốt cái tán ngang là 70. Chụp trái nè. Tán rộng chiều đây là 45 nha. Rồi. Nó còn xanh với màu lá cho nên mình không thấy nhiều thôi chứ hoành thân có 10 à, đang ôm trái nhiều. Rồi cái hoành cũ chỗ cái có này đẹp, có cái cũ này là 32. Dạ rồi. Rồi hoành nét cái này cũng có nét, cây có một cái cũ tạo cái điểm nhấn á. Rồi nhiêu đây anh Vinh ha? Mã số 15 này giao lưu là 900.000 ạ. 900. Dạ, không chậu cô chú, cái chậu này xi măng đi nó không bể chậu nha. Bao ship. Dạ. Toàn quốc. Đó, mình để rồi. Nhìn cũng đẹp mắt lắm. Đây là một cái chim giòn. Khi này giòn là rất là xiên bông nha. Về quý cô chú mình chỉ cắt nước là nó hơi xào xào lá, cái mình dập nước nó no nước lại trở lại là nó sẽ có bông, nó lẹ xiên bông lắm. Em xin vào thông số nha. Cao đây là 32. Tán ngang đây là 30 ạ. Bản thân em đo tại vị trí này đây là 24 ạ. Dạ. Mã số 16 này em xin giao lưu là 900.000 ạ. À. Không chậu ngu chú. 900 anh ha. Rồi. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi. 17 là một cây kim quýt nha. Vậy cây này đi anh ha. Rồi, kim quýt. Kim quýt thành phẩm nè. Rồi. Kim quýt này nó đúng là cũng già cổ. Cái này lên chợ lên bạn xây được không? Mình anh Vinh chắc không nổi. Không nổi, không nổi. Không nổi ha. Không nổi. Rồi. Rồi, cây này sửa thành phẩm luôn chú. Cây đang trái. Chậu này thì chắc demo anh hả? Ừ. Hay là đi luôn? Luôn chậu đi. Luôn chậu luôn ha. Luôn chậu cho cô chú gì có chậu đẹp đang xài luôn. Chiều cao của cây quýt này là 77. Rồi cây thành phẩm khỏi phải làm gì hết. Tán ngang đây là 1m1 cô chú. Dạ. Rồi cái chiều rộng này nó là 70. Dạ. Rồi em xin vào cái thông số cái hoành thân tại vị trí đây nha. Đây là 23. Rồi cái bệ đế này độc đáo quá anh ơi. Nó hơi độc. Đây.
Tổng cái bệ rễ của cái thân con thú như này là chiều dài đây là 70 60 ạ. 60 59 60. Rồi, tổng cái thước em đo hai tay em đây là 60 nha. Bên đây nó có cái phần trái nắng trên cái lưng một cái đường đây. Rồi để em đi qua đó ha. Phần tay cành thì thành phẩm hết anh ha, mâm đồ này nó là hoàn chỉnh hết rồi. Hoàn chỉnh hết chỉ gì hết thôi, nhưng mà cây này nó rất xuyên trái nè, nó trái nhiều lắm nè. Cây đang trên trên trái đang trên cây nhiều lắm. Đây, có đường lửa đây. Đường lửa nãy muốn nói là nó bị trái nắng á, hay bị lộn cái da này chút thôi. Rồi, thông cảm một con nha, em ngay cái mặt hướng nắng. Chân cành nó to lắm. Đây cô chú so sánh cái đầu lớn của dứt long nè, nó nhỏ hơn cái cây chân cành vậy lắm. Cái này nuôi lâu lâu năm rồi. Rồi. Giá cho em cây này luôn đó bên đây. Cây mã số 17 này là 4.200.000 cả chậu luôn, ship toàn quốc luôn chú. Nếu không chậu thì mình có thể thương lượng giá lại cái chậu 2 4 6 7 mâm nha. 6 mâm và một chớp ha. Rồi, 6 mình chơi số chớp. 7 ha. Ngay cái thất hiền. Quý cô chú của mình vô cái theo mà chuyển cổ thì kêu bằng thất hiền á. Đây cái bệ đế này độc đáo lắm, bệ đế này. Nằm như nè. 4.2 anh ha. Rồi, tới mã số 18 là một cây chú thủy đây nha. 18. Cái thế này kêu bằng thế gì đây anh Vinh? Thấy cái thế này sửa theo cái cách của mấy anh sửa trên mạng, nó cũng không biết kêu cái thế gì, nó thấy cũng đẹp đẹp lạ nè. Cô chú nhận định cho mình thêm cái ý kiến nha. Chiều cao của tổng thể cái phôi này là nó 1m31. Dạ. Tán ngang từ đây qua đây là nó 80 ạ. Rồi. Rồi. Chiều rộng vô đây nó 40 nha. Nói chung là cây này nó có cái thế thấy cũng hơi lạ mắt, rồi mình cũng chưa biết định hướng nó là kiểu thế dáng gì. Đây hoành thân tại vị trí này là 34. Chỉ thấy nó đẹp thôi chứ thấy bể đế đẹp. Bể đế này đẹp. Cái hoành nồi. Đây là 1m7 nha chú. Dạ, cái nồi này được 1m7 luôn á. Nhờ Khánh đi dòng. Thân nó lên một trong một cốt lên hai thân, cái chia cành vậy nè. Rồi, em đi qua đây cái nữa. Bể đế này đẹp quá anh Vinh ha. Cây nó có đường thế rất là khéo, cái cây nó chuyển theo cái dáng thế mà để mình hơi bắt mắt á. Dạ. Cũng hơi lạ lẫm đẹp. Coi như là cái này mới lấy lá chứ cái này vô dây lại rồi cái cô chú mình về để tháo đợt dây này nó hớt ra từ mâm bánh lại là mình chơi luôn được rồi, khỏi cái sửa thêm chi tiết gì nữa. Hết từ mâm từ bánh từ cụm vậy đó. Rồi cái cây này giá sao đây? Rồi mã số 18 này em vô lưu là 3.100.000 ship toàn quốc luôn nha. Rút cái chậu ra ha. Rút cái chậu ra. Cái chậu này chậu xi măng nó cũng nứt hết rồi. Đế cây này đẹp của chú ơi. Tổng cái bình đế này tới 1m7 lận. Cái thân chính ở giữa lắc lượng rất là đẹp đây luôn. Đây nó có cái ấn tượng chỗ này. Về chỗ này nó lắc chỗ này đây. Có hai cái đường ấn tượng đây với bộ đế nó rất đẹp. Ấn tượng chỗ này nè. Ấn tượng anh ha. Rồi 3 triệu mấy? 3.100.000 3 triệu 100 ngàn. Rồi tiếp tục mã số 19 là cây chú thủy bay nha. Bay hay thôi. Rồi một cây mai chú thủy bay. Đây. Hai thân bay. Chính. Hai thân đuổi nằm rất là duyên luôn chú ơi. Rồi em xin vào thông số để Khánh đi vòng. Trước mắt là em vào cái phôi của cái bay này đi. Đây là tầm khoảng 2 mét nha cô chú, chiều dài á. Rồi tán ngang đây là 1 mét. Dạ rồi. Rồi hoành thân em đo của hai thân này đi. Thì là hai thân đây là nó 75. Rồi em đo từ thân. Em đo thân trên đây, tại vị trí này. Đây nó 46 ạ. Cây cũng cổ, cây già. Già cổ. Già cổ. Này thân đây là nó 38. Rồi. Hết bể đế luôn anh. Rồi tổng mình nồi 1 2 3 khoảng 2 mét mốt của chú ơi. Rồi Khánh đi qua 2m1 anh ha. Anh cứ để đó đi, em đi qua bên đây cái cho. Để anh quay lại cho. Quay được không? Được. Rồi, Khánh qua đó đi. Rồi, được luôn anh ơi. Rồi. Qua luôn. Đây, hai thân. Cái này già đèn lá lớn của chú già lắm, nữa chỉ còn thẹo đầu cắt thôi chứ còn tất cả là mình không có thẹo gì hết. Về bộ làm bộ chia tay lại ha chú. Đó. Cái này đặc biệt mình làm cái cây trên cái tiêu cảnh hay là mình làm cái cây sâu bóng nước của cái hồ gì cũng đẹp nha.
có bờ hồ rồi hay là cái tiểu cảnh cái dĩa làm dĩa đá đâu cũng đẹp, để thích hợp những cái dáng đó đó. Cái này hình như hai cây này biết nó nằm cái dáng này cho nên nó mọc ra hai cái rễ này chịu lại. Ừ. Tương đối là nó hài hòa. Nói chung cây cành này em mới tháo dây, nó nước đầu tiên nó hơi quanh qua quanh lại, giờ điểm dây lại nữa là nó ấm cây à. Chú Thủy này, đối với cây này mình kéo rễ ra mình sắp lại mới mốt cây đẹp á. Cả này kéo rễ là ok. Dạ, rồi giá sao đây anh? Cái mã số 19 này giao lưu của chú là không chậu 6 triệu 500 ngàn ship toàn quốc nha. Toàn quốc luôn anh hả? Ừ, cây này mặc dù lớn nhưng vẫn ship toàn quốc luôn. Nếu mình ship khung khổ mà xe nó không nhận, Viettel nó không nhận thì mình có thể là gửi xe. Dạ. Ừ. Tại nó hơi lớn quá khung khổ á. Cái này nè. Về sắp lại, này kéo ra sắp lại ngay ngắn lại là đẹp. Cái này là sắp lại cho nó đây nữa nè cô chú. Đây nữa mình kéo qua đây mình lại xuống đây. Còn đây những này mình kéo đường này này ra hết. Rất là dễ chứ, tại vì cái nó mềm lắm nè. Nó như vậy nè. Sắp lại nuôi thời gian nữa là nó sẽ đẹp lại. Sắp cho nó tròn lại, cho nó sạch sẽ lại, cho nó ngay ngắn lại của chú. Sau này mình nuôi tiếp tục cây này dáng 2 thân 3 rất là đẹp. Dạ. Rồi. Tiếp anh ơi. Rồi, mã số 20. Là một cây chú thủy này nha. Chú thủy này mình tính phôi thôi. Nó cũng có 3 thân. Nhưng mà mình cô chú về đốn lại làm cây bonsai lại giúp giùm. Cây này chiều cao nó 90 ạ. Dạ. Cái này phôi mình đo dáng tác vậy thôi. Vành thân đây là 57. Thân thì 3 thân nhưng mà thật là 6 cây. À. Cứ hai hai thân hai cái hoành nồi, tổng hoành nồi này nó là 1,5 m của chú. Đây của chú quấn hai cây vô thân, đặc biệt là nó đưa cái già nè, cái độ già nó quý của chú thấy nè, chứ nó đen da đen mà nó đây, nó nổi nhóc đắng ra trơn nè, già hết biết. Cây này bể đế đẹp của chú. Bể đế cây này chú, nếu mà không thích cao thì có thể mình đúng lùng đây nè, đúng lùng tới điểm này đi là mình bố trí lại cây tàn đa ra rất đẹp, lấy bộ chân mình xài lại cái cây bonsai lùng đó hồi xưa. Đây chấp vô nè, hai cứ hai vô một, hai vô một. Dạ rồi, cây này giá sao đây anh? Rồi, mã số 20 là giao lưu là 1,6 triệu ạ. Cây này đại của chú, cây này những cái này nè, người ta chặt cái cây nó bít luôn, bít tạo thành những cái cục nù nù nù. Rồi, bởi đế cây này ok. 1,6 triệu ship toàn quốc của chú. Dạ, 1,6 triệu. Tiếp tục 21 là một cây sâm trái ạ. Đây. 21 một cây sâm trái. Dạ. Đây để nó này nó không có xây được để đo thông số đi. Rồi đo thông số và cái khánh đi dòng. Tán đổ từ cái đỉnh xuống đây là 1 m nha cô chú. Đây qua đây nó là 50 ạ. Rồi. Được. Để em đo cái hoành thân trên đây. Đây nó là 13. Còn xuống đây một tí nữa là nó 16. Còn cổ đây là 50 nha cô chú. Rồi nó chỉ có vậy thôi. Để Khánh đi qua đang cho chú xem gì. Dạ rồi. Cây này giá sao đây anh? Cây này giao lưu không chậu là 1,7 triệu nha cô chú. Cây này thuần chậu lắm, em mới nhổ cái chậu xi măng ra bỏ vô chậu đẹp đây. Nếu cô chú mà có ưng ý cái chậu này thì em cũng vẫn giao lưu luôn. Dạ rồi. Rồi. Rồi, mã số 22 là một cây si búp hồng ạ. Một cây sọp anh hả? Rồi. Cây si búp hồng, si búp hồng. À, si búp hồng. Dạ. Để em đo chiều cao đi với thông số đi. Cái này là hồi trước chúng ta cũng có chơi kiển thời gian rồi, cái này về bố trí giúp thêm nha. Cái chiều cao nó là 95. Rồi, hoành thân tại đây là 1,4 m cô chú. Tại cái thước em đo đây. Rồi xuống quần nồi đây là nó 2,5 m ạ. Dạ. Rồi rồi anh em cắt phôi vậy thôi với chú ơi. Dạ, chỉ phôi thôi. Cũng già dặn cây lắm nha. Cái này về cô chú mà chưa nghĩ cái dáng em phá thế như thế này thì có thể mình đổi thêm dáng thế thêm. Rồi, nhiêu đây anh? Cái đó là giao lưu ship toàn quốc luôn 3 triệu à. 3 triệu anh ha. Dạ, ship toàn quốc. Hồng. Dạ. Rồi, đổi giúp em luôn. Rồi. Mã số 23 là mã số cuối clip. Đây là một cây sọp nha, sọp đọt đỏ nữa. Rồi, một cây sọp đọt đỏ. Yeah. Rồi, em xin vào thông số đi. Cây này cũng đơn giản vậy thôi. Cao lên là 1 m ạ. Tán đây qua đây nó 90. Tán ngang thì 70, nhưng mà khi đi giao lưu và ship em sẽ bó lại gọn lên chút xíu nha. Dạ. Yeah.
Rồi cái hoành thân ở đây nó 40 cô chú tại rồi. Điểm thước em đo. Rồi tổng cái chiều dài của cái bộ ghế này như nó dư dân thú vậy đâu. Nó này đây là 38 ạ. À. Nhiêu ra? Rồi mã số 18 này vô lưu là ấy 23 vô lưu 1.8 rồi ạ. Đây là mã số cuối clip luôn. Dạ. Rồi cứu luôn anh ha. Rồi. Rồi cứu luôn mình. Rồi. Chào luôn anh Vinh ơi. Em cảm ơn quý cô chú đã xem clip và ủng hộ cho em thời gian qua. Dạ, cũng như clip này và clip tới này em có những cây đẹp xin quý cô chú xem và ủng hộ cho em ạ. À. Em xin kính chào ạ. À. Rồi em chào anh Vinh luôn ha. Con cũng kính chào quý cô chú. Hẹn gặp lại quý cô chú chị những clip tiếp theo. Dạ.